Các người đừng vội vui mừng, ta chỉ là nhất thời gặp nạn. Tương lai ai cao ai thấp còn chưa chắc đâu. Phượng hoàng ở chốn treo leo, sa cơ lỡ vận phải theo đàn gà. Bao giờ gió thuận mưa hòa, thay lông đổi cánh lại ra phượng hoàng. Tinh kỳ quan hải tạng, ngũ canh tiêu cổ lạc thiên cung, thuyền sông nhất chẩm giang hồ noãn, bất phục du chàng nhập mộng trung. Là con trưởng của vua Trần Nhân Tông và Khâm Từ hoàng hậu, kế thừa gần như đầy đủ sự thông minh lanh lợi lẫn liều lĩnh phóng khoáng của họ Trần. Ông sinh trưởng trong giai đoạn nhà Nguyên chuẩn bị tiến đánh Đại Việt, đến khi trăm họ Thái Bình yên nghiệp mới được phong hoàng thái tử. Một năm sau được truyền ngôi vua. Anh Tông Trần Nguyên. Cư trần lạc đạo thả thùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc niên. Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Phật Hoàng Nhân Tông, người sáng lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Hàn Phi là người viết ra cái học thuyết, là người mà gì? Đưa cái học thuyết phát ra lên đỉnh cao. Và Tần Thủy Hoàng khi đọc được cái học thuyết của Hàn Phi đã phải thốt lên rằng là gì ạ? Nếu như mà ta gặp được cái người này đấy, thì chết không hối tiếc đấy. Cái người nào mà để cho Tần Thủy Hoàng đọc xong cái tác phẩm của Hàn Phi phải thốt lên rằng là nếu mà ta gặp được cái người này thì chết không hối tiếc. Và sau đó là Tần Thủy Hoàng đốc binh với nước Hàn chỉ để mang Hàn Phi về Tần đấy, tức là trọng dụng nhân tài, đúng không? Rất trọng dụng. Thì ba cái chính của Hàn Phi đó là pháp, thế, thuật đấy. Tức là gì? Một cái lãnh đạo đấy nhá. À, đây này, pháp tôi nói về thế đã, tôi nói về thế nhá. Cái thế đấy, cái học thuyết về thế đấy nhá. 2000 năm qua chưa thằng nào phá được cái điều đấy cả nhá. Tí nữa tôi sẽ nói cho các bạn. Bây giờ với cách mạng 4.0 thì còn phá được, còn hầu như là không phá được. Thì muốn trị nước là phải độc tôn về quyền lực. Đấy, Hàn Phi cho rằng là muốn trị được quốc gia là phải độc tôn về quyền lực. Và muốn độc tôn về quyền lực thì phải đẩy mạnh trung ương tập quyền, tức là hoàng đế. Đấy, quyền lực phải tập trung vào hoàng đế. Và ông Tần Thủy Hoàng là một trong những người ông đẩy cái quyền lực tập trung ghê gớm và kinh khủng. Mỗi ngày Tần Thủy Hoàng phải đọc mấy chục cân đấy, báo cáo từ các địa phương gửi về. Vì ngày xưa nó không phải giấy như bây giờ, mà ngày xưa nó viết là chúc đấy, nó phải cất lên đấy. Mỗi ngày Tần Thủy Hoàng phải đọc mấy chục cân như vậy, báo cáo như vậy. Tức là ông ta tập trung quyền lực gần như là tất cả vào trong tay Tần Thủy Hoàng. Đủ sức chống lại 10 chiếc Su-30, sở hữu công nghệ tàng hình bị động tốt nhất thế giới, tích hợp khả năng tác chiến điện tử cùng trí tuệ nhân tạo kèm khả năng tác chiến ngoài thực. Những chiếc F-22 Raptor xứng đáng là con át chủ bài giúp không quân Mỹ tự tin chiếm ưu thế tuyệt đối. Với sứ mệnh bảo vệ tuyệt đối từ trên không cho một vùng lãnh thổ có tầm vóc tương đương với cả một hành tinh. Đối với loại vũ khí này, hầu như không mục tiêu nào là không thể tiêu diệt. Vạn đội tinh kỳ quan hải tạng, ngũ canh tiêu cổ lạc thiên cung, thuyền sông nhất chẩm giang hồ noãn, bất phục du chàng nhập mộng trung. Là con trưởng của vua Trần Nhân Tông và Khâm Từ hoàng hậu, kế thừa gần như đầy đủ sự thông minh lanh lợi lẫn liều lĩnh phóng khoáng của họ Trần. Ông sinh trưởng trong giai đoạn nhà Nguyên chuẩn bị tiến đánh Đại Việt, đến khi trăm họ Thái Bình yên nghiệp mới được phong hoàng thái tử. Một năm sau được truyền ngôi vua. Anh Tông Trần Nguyên. Cư trần lạc đạo thả thùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc niên.
gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Phật Hoàng Nhân Tông, người sáng lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Hàn Phi là người viết ra cái học thuyết, là người mà gì đưa cái học thuyết phát ra lên đỉnh cao. Và Tần Thủy Hoàng khi đọc được cái học thuyết của Hàn Phi đã phải thốt lên rằng là gì ạ? Nếu như mà ta gặp được cái người này đấy, thì chết không hối tiếc. Đấy, cái người nào mà để cho Tần Thủy Hoàng đọc xong cái tác phẩm của Hàn Phi thì thốt lên rằng là nếu mà ta gặp được cái người này thì chết không hối tiếc. Và sau đó là Tần Thủy Hoàng đốc binh với nước Hàn chỉ để mang Hàn Phi về Tần. Đấy, tức là trọng dụng nhân tài đúng không? Rất trọng dụng. Thì ba cái chính của Hàn Phi đó là pháp thế thuật. Đấy, tức là gì? Một cái lãnh đạo đấy nhá. Đấy, đây này, pháp tôi nói về thế đã, tôi nói về thế, cái thế đấy. Vạn đội tinh kỳ quang hải tạng, ngũ canh tiêu cổ lạc thiên cung, thuyền sông nhất chẩm giang hồ noãn, bất phục du chàng nhập mộng trung. Là con trưởng của vua Trần Nhân Tông và Khâm Từ Hoàng Hậu, kế thừa gần như đầy đủ sự thông minh lanh lợi lẫn liều lĩnh phóng khoáng của họ Trần. Ông sinh trưởng trong giai đoạn nhà Nguyên chuẩn bị tiến đánh Đại Việt, đến khi trăm họ Thái Bình yên nghiệp mới được phong hoàng thái tử, một năm sau được truyền ngôi vua. Anh Tông Trần Nguyên. Cư Trần lạc đạo thả thùy duyên, cơ tắc sang hề khốn tắc niên, gia trung hữu bảo hưu tầm mịch, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Phật Hoàng Nhân Tông, người sáng lập ra dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Hàn Phi là người viết ra cái học thuyết, là người mà gì đưa cái học thuyết phát ra lên đỉnh cao. Và Tần Thủy Hoàng khi đọc được cái học thuyết của Hàn Phi đã phải thốt lên rằng là gì ạ? Nếu như mà ta gặp được cái người này đấy, thì chết không hối tiếc. Đấy, cái người nào mà để cho Tần Thủy Hoàng đọc xong cái tác phẩm của Hàn Phi thì thốt lên rằng là nếu mà ta gặp được cái người này thì chết không hối tiếc. Và sau đó là Tần Thủy Hoàng đốc binh với nước Hàn chỉ để mang Hàn Phi về Tần. Đấy, tức là trọng dụng nhân tài đúng không? Rất trọng dụng. Thì ba cái chính của Hàn Phi đó là pháp thế thuật. Đấy, tức là gì? Một cái lãnh đạo đấy nhá. À, đây này, pháp tôi nói về thế đã, tôi nói về thế nhá, cái thế đấy, cái học thuyết về thế đấy nhá. 2000 năm qua chưa thằng nào phá được cái điều đấy cả nhá. Tí nữa tôi sẽ nói cho các bạn, bây giờ với cách mạng 4.0 mới còn phá được, còn hầu như là không phá được. Thì muốn trị nước là phải độc tôn về quyền lực đấy. Hàn Phi cho rằng là muốn trị được quốc gia là phải độc tôn về quyền lực, và muốn độc tôn về quyền lực thì phải đẩy mạnh trung ương tập quyền, tức là hoàng đế đấy, quyền lực phải tập trung vào hoàng đế. Và ông Tần Thủy Hoàng là một trong những người ông đẩy cái quyền lực tập trung ghê gớm và kinh khủng. Mỗi ngày Tần Thủy Hoàng phải đọc mấy